Hè tới rồi đó các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua Robux thì hãy ghé ngay cho tôi đến chùmrobux.com nha. Thì ở đây vẫn là một cái shop bán Robux rẻ, chắc cú và uy tín cao sau khi đăng nhập. Các bạn nhớ hãy join tất cả các group đang hiện có bán trên shop và nhớ note lại cái ngày để sau khi chúng ta nạp tiền và join group xong, chờ 15 ngày sau chúng ta có thể rút Robux một cách an toàn và hiệu quả. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn rút Robux thành công và vui vẻ. Hello, xin chào mọi người, là mình Bảo Mộc đây. Thì hôm nay mình quyết định là đi viện dạ Hải Dương học với các bạn trong cái Discord của mình. Thì giống như một cái buổi đi tham quan ở trường tổ chức vậy đó. Thì chúng ta hôm nay sẽ tụ họp lại, chờ đến các bạn đến đủ và sẽ đi tham quan viện Hải Dương. Trong đây nghe nói là có nhiều cái thứ thú vị lắm các bạn ạ. Và nó nâng cao nhận thức của chúng ta về việc bảo vệ môi trường nữa. Ok, giờ thì mình sẽ đi đón rước các bạn đi rồi đi chung cho vui. Đông vui quá. Thôi bây giờ mình đi tham quan từ đâu trước đi ta? Từ đây nè. Cái lối vào nằm đâu vậy? Không đâu có lối vào, giờ anh đi, giờ anh bắt đầu từ đây nè. Đâu? Đấy, em đi. Không, anh nghĩ là bên đây nè. Đi từ ngoài vào trong. Đúng, bên đây là lúc mà đại dương còn xanh còn đẹp này đó. Xong rồi tí nữa qua bên kia là thấy thủy lôi rồi, thấy gì là dạng như là thấy con cá siêu to khủng. Không đâu. Đây, xuống lưng đây, đây. Đi trước, không thấy chứ. Rồi em hiểu tại sao trong bộ nó để hình con mèo rồi anh ạ. Bởi vì cái mèo nó bóng cá. Đúng. Đù vậy. Này mặt bóng quá đù. Hợp lý. Cái này như cái gì nè. Cái này là lúc, bên đây là lúc mà đại dương còn xanh còn đẹp. Còn bên kia kìa, khi mà bắt đầu đi cái tour đó, tour nó bắt đầu di chuyển qua đây. Mình đi lên kia gặp Nemo mới được. Anh đâu rồi? Em vừa mới đi thong thong anh kia lại mất tích anh rồi. Qua địa cầu này. À đây. Đó. Chắc đây là anh sang phòng bên này này. Đây là những cái quả bom mà kiểu là quả bom ngầm ở dưới biển, dưới đại dương ấy. Đúng rồi, cái này là những cái vùng biển mà người ta thử cái vũ khí chiến tranh á. Lần đầu tiên em thấy cái cặp của anh như thế luôn, cặp chuối. Cặp chuối. Không. Nghe nó bị suy nghĩ ra nhiều thứ. Ủa, cặp gì? Ủa. Chuối mà tới cặp luôn hả? À, không phải là một cái cặp. một trái chuối cặp mà tới một cặp chuối luôn. Để hai chuối này nè. Giờ nói ba lô chuối. Anh trái chuối như anh đâu có tiền rồi. Đâu đứa nào? Ba lô chuối. Đợi xíu để em đeo cái. Nói ba lô chuối còn hơn là cái kia. Có nhiều cái vùng biển mà thật sự người ta không còn cá nào sống được ở đó. Ở trong đây có trái lựu đạn nè. Ừ. Đây là trái lựu đạn. Đâu, cái gì? Cái cục đang dính. Đúng rồi. Ví dụ như là vùng chính sự, vùng biển chính sự giữa hai nước là dưới nó toàn là vũ khí không, tại vì ông nào qua là ông nó dính bom, dính thủy lôi dưới độ. Hoặc là một số chỗ là người ta chỉ có để riêng cho cái việc mà thử nghiệm vũ khí thôi. Mà cái màu trắng là cái gì vậy? Cái nào, cái trắng là cái nào? Hình như là cái mà có số lỗ á. Em nó tiêu á. Số lỗ? Số lỗ anh cũng không biết nữa, chắc là rác. Cái đấy là cái kiểu là bắt những con rùa ấy. Đấy là bắt rùa này, khi mà rùa mà nó đi vào, nó để tay vào trong này thì nó sẽ bị mắc ở đấy. Mình bắt nó lên thôi. Chắc biết nhiều ghê ta. Anh nãy anh nhìn biết tự do không? Anh thử cái vị trứng, vị sâu trứng. Anh bảo. Anh nghe. Sao cái túi chuối của em nó hơi bị teo đúng không? Đâu? Ủa sao nhỏ xíu vậy bay? Sao của em nó nhỏ hơn? Chú mày chú già rồi. Chú anh chú mừng. Được rồi bà. Chú già. Chú hư, chú già. Chú cầu, chú già. Chú cầu, chú già. Thôi đi tiếp. Ủa anh chú ơi ngồi đây. Không, anh ngắm bức tranh. Ngồi đây ngắm bức tranh. Anh ơi, dậy sang bên trái đi. Ở đâu? Bên trái trước đã. Anh quay nãy giờ chứ, chẳng qua là để mà mấy em nói chuyện tự nhiên chứ không có anh chào tới chào lui nó mất tự nhiên phải không? Đâu? Đây. Anh chưa sang bên trái trước đã rồi mình đi ra sang giữa sau. Thằng này đi vội vã quá. Anh chưa coi bên này nữa cơ. Thằng này đi vội vã quá. Từ lúc mà có cái game này kiểu là vừa có thông báo game này là bọn em lại đua nhau vào đây tham quan trước. Chết rồi, tôi chưa tổ chức đi chơi mà đi vào chơi hết rồi, còn gì đâu mà chơi. Giờ cái hình này mà đứa nào. Giờ hai đứa này nó che rồi, đi ra em. Kìa.
cái này mà đứa nào ở Việt Nam mình đâu mà đi đi một á là đi Nha Trang, hai là đi Phú Quốc. Nhưng mà Phú Quốc thì nó không có bị nhiều như ở đây đâu. Cái này là cái phần rặng san hô á. Rặng san hô mà khi mà san hô nó còn sống thì nó đủ màu. Nhưng mà đi khi mà nó chết á, nó chuyển màu trắng này nè. Là có một thời gian ở Nha Trang của mình á, là bên du lịch á, là họ không có cho du lịch ở dưới những cái khu vực bảo tồn nữa. Tại vì cứ đi xuống là chết, cứ đi xuống là chết. Năm ra họ sẽ để là bảo tồn cái phần san hô lại. Nó rặng san hô. Cái rặng san hô này khi mà nó còn sống á, thì cá mú nó xuống nó nhiều lắm. Nhiều cá rặng san hô là cái loại cá thực sự là nó gần biển, nó gần bờ nhưng mà nó rất là đẹp. Cá san hô rất là đa dạng, đẹp lắm. Mà anh ơi, như là em thấy như san hô là nó kiểu là cung cấp canxi thì phải. Khi mà đúng rồi, em nói chính xác. Khi mà san hô nó còn sống là cái chuyện khác nha. Khi mà nó chết là nó hóa vôi. Mà khi mà nó hóa vôi là nó cung cấp canxi. Nếu mà ông nào bình thường mà chơi hồ cá là hay mua cái san hô chết về đập ra bỏ vô cái phần ốc lọc á, để mà tăng cái độ pH của cái hồ cá lên. Mà cái độ pH càng cao là cái nó càng độc hay sao anh? Không, nó sẽ cần cân bằng em. pH thấp thì nó ra axit, mà pH cao thì nó ra kiềm. Vì thế nó phải nằm ở khoảng giữa, khoảng 7 hay sao, nếu như không làm là 7-7.5 gì đó thì cá nó mới sống được. Đi tiếp. Đây này anh ơi. Ở đâu? Em dẫn đường đi. Trái đây anh em. Đây đúng không? Đi mình đi qua đây thăm gian. Trái qua phải đi qua trước rồi. Đi bên trái trước đi, tí qua kia sau. Ui, bên đây nó đẹp, nó xanh rì luôn. Xanh rì. Ồ, anh biết đây là con cá gì? Cá này cá bên này phải không? Cái nguyên đám đang bu này phải không? Em đâu rồi? Đúng rồi. Cá này là cá lòng đèn. Xiên luôn. Đúng không? Có đúng rồi. Cá nóc nè. Đâu cá nóc đâu? Bên này có cá nóc nè. Bên này là anh ơi. Con này là cái gì ta? Ai chia hết dân này, con cá người nè, mẹ người không à, đi ra chỗ hết dân ơi. Cá nóc nè. Em đang nhảy nè. Con này cũng cá bơn. Con cá bơn không có bơi gì đâu. Ủa, phải không ta? Đây là cái hình đừng có mà kiểu. Đây là anh này có cái tờ này nè. Trời ơi, nhìn cá nóc kìa. À, đây cá nóc. Đây cá nóc này. Có cá nóc thì có nhiều loại lắm. Đây là con cá nóc này, gai. Cái gai nó. Như cái chàng cua gì. Đâu? Con này là con cá khoai nha mấy đứa. Cá khoai. Con nào vậy? Này cá nóc nè. Nó này cá khoai. Con lươn mà. Không, yêu là con lươn mà anh. Đâu yêu đâu. Thì cá nóc nè. Trên bảng nó ghi rõ ràng nè. Gì hai bên cá nóc luôn vậy trời. Đâu ta? Nè. Nè cái bảng nè. Bảng nào? Nè cái bảng trước mặt cái chữ này. À đây. Con mau đừng nhảy nó coi trời ơi. Đổ thừa. Deep Sea L. Ủa con này ở mình người ta gọi là cá khoai đúng không ta? Khi mà câu lên á, thịt nó mềm mèo à, đâm ra thường là người ta nấu cháo, người ta nấu khoai. Ôi, con này to này là ở dưới biển sâu. Biển sâu nó mới có, ừ. Rồi một là nấu cháo, hai là người ta làm khô cá khoai á, nó dài thòn á, sọc. Con cá này 125 triệu tuổi, trời đất ơi, ghê. Đứa nào vừa kêu anh? Em bảo kêu gì? Là đại dương hả? Sao anh? Sao anh? Cá này cá gì vậy? Cái con này như cái lưng sợi tóc rồi anh này. Con nào? Cái lưỡi chai tóc. Con đúng rồi, là cái tóc gì nhờ? Cá gì ta? Cá cưa. Ờ đúng rồi. So phít là cá răng cưa. Ừ. 125 triệu tuổi. Con này hình như là cá cổ đại rồi chứ giờ hình như không còn này đâu. Cái này tham quan. Bên này. Goblin sắc là còn nè. Tuổi nó lớn ghê á. Goblin sắc là cá mập cổ đại nhưng mà người ta vẫn phát hiện được ở những cái tầng nước quá sâu. Cá mập, cá mập yêu tinh. Thấy anh đâu? Ok, thấy anh rồi. Cá mập yêu tinh. Còn con này là cá gì? Thế quả chuối là đấy là anh bảo nhé. Ừ nè, nè nhìn thấy chuối là thấy anh. Con này con gì ta? Chuối to. Nó nói là con cá này là bự nhất. Bự nhất thứ hai trong đàn cá mập. Chuối to. Anh tự hồi nhớ, hồi đó anh nhớ tên con này. Tự nhiên giờ luôn. Nói giọng cá mập nhưng mà con cá mập này không có ăn thịt. Con cá. Ôi, răng nó đâu? Con này nó ăn phiêu sinh vật, nó giống như cá voi á, nó là mang tiếng cá mập nhưng mà nó ăn giống cá voi, nó không có ăn cá hay là không có ăn người, bơi lùm la chứ không có. Là con cá mập bassing. Cá mập nhám, nhớ rồi. Con này,
tôi nhớ rồi, cá mập nhám. Đây cái alo mọi người, quất cho mọi Trang, Trang nó bị cái đầu vô cái Trang nó bị kẹt đầu rồi. Có hai cái chuối. Trang nó kẹt đầu vô chuối. Nhảy nó lắm vào. Nhảy nó lắm vào giờ. Đó, đâu đâu, né anh có. Né hiện trường, né hiện trường. Không. Né hiện trường. Kiểu anh tâm show, anh coi. Anh quay cái con chuột vào cái đấy thì nhìn thấy đầu nó. Anh thấy người chứ không à. Bây giờ anh có quay chuột anh cũng thấy người quay không à. Nào né ra anh ngó cái hiện trường ấy coi, để coi anh cứu giúp được gì không. Kéo cái đít nữa ra. Kéo nữa anh nữa. Kéo lơ. Cặp giò nó với cặp đít nữa kéo ra. Trời má, giờ lạc mẹ trong đó rồi. Kính dày vậy mà cũng thọt vào đầu được hay thị. Giờ sao? Tại nó nói nhở nhở với anh. Bay nhoi bay. Kéo ra mọi người ơi. Reset đi. Reset đi làm lại cuộc đời đi em. Bắt con nhán bỏ vào, bắt con nhán bỏ vào là biết chạy ra liền mà. Nhoi quá mà, lâu lâu rủ đi chơi mà nhoi quá mà. Giờ chỉ cần kiếm con rắn nó thả vào chân nên là chạy ngay mà. Đi 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 đi. Đấy, con kia là chốt lại là con cá mập nhám, còn con bên đây là con cá voi. Mập voi. Ờ, cá mập voi. Cá mập voi. Ờ, cá mập voi. Ôi, sợ nhở. Queo sắc. Cá mập voi. Con này mới là con lớn nhất nè. Nhưng mà hai con đều là hai con ăn chay nha. Hai con này đều là hai con chay. Ăn chay. Ừ, ăn chay. Ok. Kệ con mèo đi, kệ con mèo đi, cho nó đó đi. Mẹ cho mèo tham quan cái thủy cung bằng cách vòng đầu vô cái hồ kính. Ờ, tính ra nó có mấy cái chanh nè anh. Ừ, ở đây nè. Cái này là ô nhiễm nè. Đi thôi. Ôi nhìn ghê thế. Mà có một cái đường. Này lượng rác nhiều. Ôi cái biển này chắc chạy đi về luôn. Lượng rác nhiều quá thì nó sẽ xây gây ra cái cảnh này. Cái này nhìn đẹp nè. Đây là cái reel đúng không? Cái này là hình thật á, hình thật ngoài thiên nhiên á. Đây là chai nhựa này. Ừ, chai nhựa. Nó hơi ghê đó. Chai nhựa mình đi biển xong cái nó cứ dục ngoài biển á. Hồi xưa này khỏi ngủ. Hồi xưa mấy cái biển mình cũng sạch lắm, nhưng mà sau khi mà phát triển du lịch á, thường là bắt đầu nó xuất hiện mấy cái này nhiều. Ở đâu? Đây. Ừ, bên đây, bên đây cũng quá trời nè. Ủa, đây là ô nhiễm rác thải này. Xong em lao luôn rồi. Hình như cái biển mà phượng đào ở đấy nó kiểu nó clean. Mấy cái biển nó màu xám là thấy nó ghê sao đúng không? Bên này cả chị. Cái này là nhường nhau nói mấy đứa ơi, nhường nhau nói mấy đứa ơi. Dạ. Anh Bảo. Anh nghe. Hồi đó hình như là cái biển Tàu nó sạch lắm đúng không? Đúng rồi, bị Vũng Tàu là mình đã khai thác từ cái hồi trước những năm 75. Là đã khai thác từ hồi Pháp luôn rồi. Tụi nó đã khai thác du lịch biển ở Vũng Tàu rồi. Cho tới bây giờ thì bắt đầu là khi du lịch nhiều năm bắt đầu nó dơ dần, rác thải nhiều dần. Nên đâm ra là nếu mà em nào mà có đi biển á, thì tốt nhất là khi mà chúng ta tận hưởng cái biển xong rồi, ăn uống xong hết rồi, dọn rác của bản thân, còn nếu xuyên nữa đi dọn rác xung quanh. Cái đó là ý thức của mỗi người để mà giữ biển, để mình có thể là giữ cho những cái năm sau mình đi, hoặc là những cái đời mà con cái mình đi nữa. Chứ tính ra em đang sợ biển luôn á. Đám rác tất cả đóng luôn. Ừ, chứ còn rác này khi mà nó trôi ra biển đi, xong cái rồi mình lại ra biển mình tắm cái rác biển đó, dơ quá dơ chứ còn cái gì nữa. Em bị thalassophobia, trời ơi em sợ biển. Đây là khai thác quặng hả? Ở đâu em? Này nè. Đúng rồi, khai thác dầu. Khi mà dầu nó đông quá đấy. Dầu nó bơm lên á thì nó sẽ còn một cái đoạn mà người ta xả ra nữa, nó không phải là lúc nào nó cũng sạch sẽ đâu. Nó sẽ có rỉ dầu ra xung quanh, mà khi mà dầu ra biển thì chắc chắn là những cái sinh vật khác nó không sống được. Ô, nãy giờ không chú ý là cái này nó có nhạc luôn, có tắt nhạc ấy. Không biết nữa. Nãy tắt nhạc vậy, giờ tắt nhạc. Em không có nhạc. Anh ơi đi qua đây anh ơi. Giữa này. Giữa hả? Chưa đi ở giữa. Ok. Chưa đi ở giữa. Ui, nó cá bạc rồi. Có cái lồng, cái lồng kính cường lực ở dưới này nữa nè. Đâu rồi? Chắc rồi em rồi. Em đây rồi. Chỉ đường em ơi. Nemo kìa anh ơi. Nemo. Đây, mình sẽ đi từ đây rồi lại đi một vòng cứ từ trái qua phải thôi. À đúng rồi, đi. Đây là Nemo. Cá hề trong đây làm bự cho dễ nhìn ha, chứ còn cá hề khi mà mấy em thấy ở ngoài đời thật á, nó nhỏ bằng ngón cái à. Nhỏ này, nhỏ cho nên anh này, cái này con cá voi, sao cá voi nhỏ thế? Cá voi này nhỏ thế. Đây nè. Đây nhảy nè. Ờ con này con cá voi xanh. Sao nhỏ xíu vậy ta? Nhỏ. Con cá voi con đi anh. Này cá voi con hoặc là cá voi tiêu bản. Này chắc là voi con. Cá voi con.
còn anh bên này là sứa, con sứa. Sứa. Hai. Nay đi chơi với mấy em thôi chứ bản thân mấy em thấy cũng có hiểu biết về biển rồi thì đâm ra là anh đi chung thôi chứ còn có hướng dẫn gì đâu. Mà tụi to mà anh, mà tụi còn to không có một con nữa. Và lại Jack đã đi gọi là đi tiền trạm trước cho mấy anh em chúng ta nên đâm ra là để Jack dẫn đường chính đó. Em đi rồi nhưng mà em vẫn không nhớ đường. Ôi con này mà bắt vô đem nướng cái là ngon lắm nè. Sữa này nha. Ở đâu con nào nói nó ngon. Ê, con này mà nướng là ăn đã luôn á. Nó nướng mày luôn á. Con này nướng lên bếp than để đã. Trời ơi. Đang đói nha. Ui, mực nướng, mực nướng. To thế này làm sao mà ăn mới được. Con này để con cái gì á. Đừng khúc quanh ơi. Con... bây giờ nhờ bà Tân Vlog bà nấu cho. Con này là phải gọi là con Kraken rồi. To thật tự này. Nhờ bà Tân Vlog bà nướng cho. Bâu rồi bâu. Kiếm con bâu chui thúc đầu vô trọng lấy một cái vòi ra anh em tí. Đây là nó chạy đây. Nhảy đi em, nhảy cho nó thọt cái đầu vô trong tí mình cắt một cái vòi ra mình đem mình nướng cồn mình ăn. Đãi mấy anh em. Bâu đâu rồi? Bâu kìa, đúng rồi bâu ơi. Lấy. Vô mèo ơi. Nhảy đi xung phong vào nhảy đi. Nhảy lên trên à. Tí sợ rồi map nó còn bay hẳn vào cả ở trong đấy luôn. Ừ thấy bơi ở trong luôn. Đây là phải làm nào mà lỗi mà mình vẫn nhảy được cả xuống đẹp tắt đẹp tập này. Ừ cái hồ này dưới này mới đẹp nè. Cái này phần là kính cường lực nè. Một số nơi hình như là có, hình như là ở Vinpearl là có cái phần này. Cá mập ở dưới đây, cái này là cá mập con. Mở cái TV này. Đâu? Cá mập con đu. Đi tiếp qua phần khác nào, đu. Cá con đu. Trầm cảm quá cho nó hát trọng đi. Đâu rồi? Chị bơi vào trong đấy rồi anh ơi. Thật á? Đây là con gì vậy? Đây là cái gì anh ạ? Tự nhiên nó có cái cỏ ở đây. Không là... Ủa cái này là cái gì ta? Đi vô đây nè. Ở đây nó có cảnh báo về cái tình trạng như tăng mực nước biển. Vì càng ngày băng ở hai cái đầu cực bắt đầu tan ra thì mực nước biển chúng ta bắt đầu tăng cao lên. Hình như là... Anh đây như đang bay luôn nè, anh đi vô đây thử đi. Hình như là có một số cái dự đoán á, cảnh cáo á, là ví dụ như là những cái năm gần đây là ở miền Tây của mình á là mực nước tăng cao. Nó hạn thì nó hạn hán nhiều hơn mà nước thì tăng cao nó cũng tăng cao nhiều hơn, miền Trung cũng bị như thế. Đấy, nên đâm ra những cơn bão mà đánh vào miền Trung càng ngày nó càng ngập nó cao hơn thì vô đây nè anh, từ từ khi nào anh tí nên nói đây xong cái rồi anh vào trong. Người ta nói nếu mà chúng ta không có giữ cho trái đất đừng có nóng lên nữa đó, nếu mà cứ tiếp tục nóng lên hoài thì thời gian sắp tới là miền Tây Việt Nam của mình là miền Tây là bị ngập dưới nước hết. Ừ lúc đó là ngập tới Sài Gòn luôn á, miền Tây là bị lục hết, ngập hết, che hết, không thấy đất đâu hết. Muốn mà thấy đất thì phải lên tới Sài Gòn mới thấy đất. Đây. Ồ, bên đây thì quá đẹp, hàng chi cứ nhoi nhoi rủ anh vào nãy giờ. Trời ơi. Đẹp lắm à. Nhé, con cá nè. Ôi, cái này ảo diệu em ơi. Ê, em bảo nhảy xuống bơi này. Nhảy xuống. Lừa, nhảy đâu được đâu. Ui, cái kiểu... Cái kiểu 4D không có kính luôn á. Đẹp quá mới được. Trang ơi, Trang nhảy ra kính này. Trang nhảy ra kính đi Trang. Cái con này to lắm nè, con này nè. À cái này thực hiện được. Cái này nó là một cái ui sao mà thực hiện được. Mẹ kính kéo anh dài bên vậy. Bên trái á, có cái con này to lắm nè. Bên trái là con mực hả? Ông con này nè, nãy anh mới nhìn xong. Con nào? Con này con lợn biển mà. Con cá gì mà nó mắt bé tí này nè. Con nào? Chết rồi. Bên trái của anh. Thôi reset thôi. Đây này đúng rồi. Con này là con cá nhà tán. Con cá nhà tán. Này alo mọi người. Cá nhà tán ở Việt Nam mình á là người ta thờ đấy em. Một số nơi ví dụ như là đôi khi là xương cá hoặc là xác cá nó trôi dạt vào biển á là mình sẽ thu nhặt lại, dọn dẹp và là đem đi thờ. Tại vì hồi xưa á là khi mà ngư dân mình đi biển, cá nhà tán là cái con mà dạng như là gọi là cá ông á, cá nhà tán là cá ông á, là sẽ dẫn đường cho và sẽ hướng dẫn những cái ngư dân đi đến những nơi mà không có bão. Người ta biết ơn con này lắm đấy. Mình này nó đông. Chu cha hai con mèo nó vẫy cùng lúc nữa. Ghê. Con vẫy mèo luôn. Ủa có đứa nào mới té luôn kìa.
Ủa kìa kìa có bạn nhảy tiếp nè. Ê được mày ơi, được mày ơi, xuống xuống. Ê, cái nào vậy? Có bạn, có bạn gớm dưới kìa. Đó, đó đang chạy dưới kìa. Ờ, ủa kìa. Ờ thiệt mà. Sao xuống hay vậy? Ủa cái nào vậy anh? Ê mở chiếc gì không? Kìa, kìa, kìa. Sao hay vậy? Cái cục đó, con cục cục phi kìa. Ui, ui, xuống dưới đó là thấy được cái cảnh. Min, Min. Ờ, đấy là Min anh ơi. Min á. Min gì? Min gì? Đúng rồi, đúng rồi, Min anh ơi. Ủa sao mày lọt xuống hay vậy em? Kiểu trên điện thoại nó lag ấy anh, nên là nó sẽ bị văng. Nãy mới bị kẹt đầu xong. Đâu 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 đứa đứa là đứng trước rồi anh đẩy biết rồi xuống không? Nhìn trong không ơi, nhìn trong không ơi, nhìn trong không ơi. Anh đạp một. Đây anh em mi đang đi này. Ok, sao xịn người ta hai đứa xuống luôn kìa. Hay vậy? Ok. Hay vậy anh muốn xuống, anh muốn xuống mấy đứa. Điện thoại mới được, bỏ đi anh à. Mà bỏ đi, điện thoại mới được. Sao nó xịn nhìn nó phải được một cái lỗi xịn vậy. Giờ xuống nó nhìn lên mới đẹp á. Nhưng mà xuống nó phải reset anh ơi. Ê, xuống có bạn đâu xuống nữa kìa. Ờ. Ờ. Tham tu, tham tu. Theo. Ba bạn xuống rồi, ba bạn xuống rồi. Sao xuống như thế vậy? Nhảy hả? Hay bò? Hay lết hay gì? Mày lột quần nhảy xuống coi. Chị á. Nhiều khi lột quần nhảy xuống được đó mấy em, lột quần chị xuống. Má, sao xuống được hay vậy? Kỳ cục. Đâu ta? Thôi chị. À, cái này là cái trick là mình đứng ở sát tường, cái xong rồi mình ứng sẽ e đen, cái xong sẽ e đen 2 á, xong rồi mình xoay cái người qua kiểu anh bật cái zip lock lên á. E đen 2 phải không? E đen 2 phải không? Ờ, cái, không anh đứng sát cái tường đi, cái xong rồi anh lúc mà anh ấn sạc e đen 2 xong rồi anh dùng cái zip lock á, anh quay ngang cái người qua nó may ra nó sẽ rớt xuống. Đâu đâu để anh mở zip lock lên cái coi. Alt cộng 4 nhảy cái đó lừa. Alt cộng F1. Ủa mở zip lock nằm đâu ta? À đây zip lock switch. À ok thấy à. Rồi bây giờ phải sát tường nha. Rồi sát tường nè, đó xong cái rồi. Sạc e đen 2. Xong rồi quay. Anh phải nhanh zip lock lên. Ủa? E nó không có cho sử dụng cái lệnh đến này. Nghiên cứu xíu. Ê không được rồi. Trời. Khó quá. Nhảy. Khó quá, không xuống được. Thôi bỏ đi chúng ta. Cái nào khó quá chúng ta bỏ qua đi. Give up. Có đứa nó give up nữa gà đây, nó nhún nhảy lắc đít ngoài đây nữa nè. Kawi ơi, đi Kawi ơi. Em đang nhảy. Lên. Ở trên đây có gì không? Anh thấy ghê. Phòng trên đây thì có cá. À, trên đây còn nè, đây con cá vừa tán nãy nè, tiêu bản. Bình thường. Có cả cái bảng câu đố ấy anh. Tí nó chơi đố hả? À, ngoài kia có kìa. Tí vừa tí qua đó ngon. Viện Hải Dương học Nha Trang hình như là có cái xương con cá này. Xương con cá ông mà còn nguyên vẹn luôn. Nguyên một cái con bự thiệt bự luôn. Hình như nó dài 15 đến 20 mét phải. To lắm. Mà em nhìn cái mắt này nó không cân bằng hay sao ấy. Ừ, mắt nó chút xíu à. Nó lót queo lại chị. Cái con này hình như là ở ngoài Nhật là người ta hay bắt người ta ăn nè. Sao mắt nó nhỏ xíu vậy? Trời ơi, nhìn vậy thôi chứ nó 20 mét là cái con mắt nó bự bằng con người mình đấy. Thật mà, to. Ghê. Nó giỡn chứ làm gì tới bằng con người, nhưng mà nói chung là to đấy, không nhỏ đâu. Đây là gì ta? Tao cấp đôi. Đúng rồi, ở đây viết tiếng gì? Cái này là bò biển, bò biển. Unami là tảo biển nè. Còn cua lớn nè. Bên này nè anh. Nó chị nè. Anh Bảo đi đâu rồi? Ở đâu? Tao thấy em. Con này là con, đúng rồi, con này là con bò biển. Cái đuôi. Ôi nhà mà có hồ cá gì ngắm tối ngày á. Trong game nhìn nó hơi chiêu chiêu thôi. Lúc mà rảnh thì ngắm nó đẹp lắm. Ừ. Má nãy giờ quên tắt nhạc không nhận đó, tắt nhạc cái coi. Cá heo. Dễ thương quá. Em phải cảm ơn cơ. Má cá mập gì? cá mập mà đâu có mỏ nhọn thế này. Ê, chơi dạy đố hả? Dạy đố phải không? Dạy đố. Cái này không chết đâu, cái này đoán cho vui thôi. Biết.
À, đã không biết hãy chọn C. Bây giờ có 4 ô, tụi bay đứng hết 4 ô thì làm sao mà đố nữa. Chia đội hình ra đếm với 4 ô đứng hết rồi. Đây. Cái Berlin Stray ở giữa hai cái địa ngục, ơ địa dương, địa vực ngục không bồ xanh lá. Berlin Stray là cái gì ta? Nước nước chiếm bao nhiêu phần trăm? 85 thì phải. 85 màu xanh lá. 2/2 ở gì? 2/3. Đúng rồi, 2/3. Chính xác, nhớ chính xác. Tao hỏi Berlin Trend hoài ta, Berlin Trend đâu biết đâu. Anh chưa là cái North America and South America phải. Do là cái này nó không ở bên mình đâu rồi mình không có rành. Ờ, sai rồi. North and có nhiều bao nhiêu loài đang bị gặp nguy hiểm ở trong ở dưới biển? Hơn tím á, phải nhiều lắm á. Đó. Nó còn những loài chúng ta còn chưa biết nữa mà, năm nay chính xác là tím. Ủa và tại sao trên tím mà dưới này xanh dương đậm vậy? Ủa, sao lại hỏi câu này? Đỏ. Cái này nó hỏi lại câu nãy là nó là đỏ đấy. Có rất nhiều loài chúng ta còn chưa biết nữa cơ, nên đâm ra là khi mình biết một những cái loài chúng ta đã biết rồi thì nó bị tận diệt cũng khá là nhiều nên sách đỏ nhiều lắm. Ủa chắc ơi, còn chỗ nào không quen chắc. Đi tiếp đi tiếp đi. Cái nãy là nó hỏi là mấy câu à. Ủa trên tập là hết rồi sao ấy? Không biết nữa, giờ đi kiếm thử. Anh bảo kiếm. Anh chỉ thấy thú vị ở cái chỗ nãy đó, giờ nó đi du lịch ở dưới đó, giờ nó lên lại nè. Còn chỗ nào? Thì như hết rồi anh ơi. Ừ. Đúng rồi, chết thật. Thế rồi. Có, nói chung là đẹp đẹp. Nó còn cái đoạn bất ngờ là chúng ta làm sao để mà xuống được như này cơ. Xuống này là chúng ta có thêm một cái game nữa đấy. Cái hồ, thích nhất là cái hồ của cô cá heo. Hồ cá heo, anh thì anh thích nhất là cái hồ này nè, đẹp. Đẹp thật sự. Trời ơi, chắc anh ngắm cả ngày luôn chứ đùa. Ừ. Ở Vinpearl nó có một cái hành lang, và khi mà đứng vô cái hành lang bắt đầu nó chạy, nó có dưới là một cái thang tự động á. Không, nó một cái thang tự động thôi, em đứng trên nó bắt đầu cái băng chuyền bắt đầu nó chạy vòng ở xung quanh á, là một cái đường ống, và em đứng trong cái đường ống đó, em nhìn xung quanh là cá nó bơi, rồi cá mập, rồi cá đuối lùm la, nhìn đẹp lắm. Đó, có một thời gian anh đi ra đó là anh em đứng trong cái này, em đứng trên đây cái tự nhiên nó bể một phát anh khỏi. Cái dự án này nó nói là dự án này được tạo để raise award gì đấy, em không nhớ tiếng Việt kịp. Con cá đuối to. Đâu em thấy anh dịch cho. Cái địa cầu nè, ở giữa center. À ở cửa cửa vô phải không? Center. Rồi anh. Xanh lá em. Nào, thằng lúc nói không có tóc nữa. Núp nồi đầu hói, trời ơi, chửi không ra nữa. Núp nồi, đỡ cái nồi lên. Thấy rồi, nó nói này, dự án này được tạo để... Anh là bệnh anh mà live stream không nhỉ? Không, cái này anh quay clip chứ không phải là anh quay stream. Không, mai 7 giờ tôi ạ. Mai hả, mai 7 giờ tối anh stream thêm lần nữa đấy. Nào che ra, tránh ra để anh đọc cái. Tránh ra đi, đừng bu đông quá. Cái game này cái game này là để tăng cái ý thức về đại dương và bảo vệ đại dương. Bị kẹt luôn rồi, chết rồi. Ê, sao tôi dắt cái đàn em tôi đi mà nó nhoi quá trời. Ừ, nó có cái mục mà gọi là donate á. Tại anh là idol. Rồi xong bị kẹt luôn rồi. Anh là idol. Kênh có tí người xem mà, phải nhiều đâu mà idol. Em coi video của anh hoài, mỗi lần ăn cơm em coi hoài. Hai đứa này mệt quá, ra đây ngồi luôn nè. Mệt cái chuyện thiên hạ quá. Idol dí theo idol. Anh đưa chữ ký để em ghi nhớ luôn. Thôi hôm nay nay đi khám phá hết rồi, vậy là mình hẹn ở bữa sau đi tiếp nha. Chụp ảnh xong rồi anh ơi, chụp ảnh xong rồi. Đấy, tu na đi, còn có nửa người dưới nè, đó nó thâm nhập được nửa người dưới được cái mặt sàn này. Anh đâu rồi? Anh ơi, chụp hình trước khi giữ kỷ niệm nào. Giữ kỷ niệm phải không? Đứng đâu cho nó dàn đội hình mấy đứa. Đâu quá. Dàn đội hình ra, dàn đội hình ra. Đây dàn đội hình ra. Con này này. Con này đẹp này. Đứng thành hình vòng tròn ra. Mitty. Đứng hình vòng tròn ra xong cái chụp hình gió dễ này. Trời ơi, sao bu đông quá vậy? Em hết luôn rồi. Chụp ảnh lớp cái về đó, chụp ảnh lớp cái về. Có đứa chèn. Tản ra mọi người. Tản ra. Không đáng bảo luôn đi. Không thấy cả. Thôi cái này chắc còn khó quá, mấy hôm sau mà mấy anh em đi nội bộ thì có thể là dễ quản lý hơn.
Rồi, chia tay đi mấy đứa à. Bữa sau đi tiếp. Bữa sau chưa bên. Bye. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye. Ê, bữa bye sau bye đi hồ 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 tắm sông hơi Hàn Quốc lại được không? Hợp lý mà, vui mà. Chơi 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 luôn. Thôi nào đi thôi, bye bye.